Theo ngân hàng nhà nước, hoạt động cho vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán trong nước mà người vay phải bán lại ngoại tệ cho tổ chức tín dụng có thể được kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, thay vì sẽ chấm dứt từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 như quy định hiện hành. Đối với các nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ khác vẫn được giữ nguyên. Quy định này tại dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 24 ban hành năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước như vậy, so với quy định tại thông tư cũ, thì hoạt động cho vay ngoại tệ ngắn hạn sẽ thanh toán trong nước mà người vay phải bán lại ngoại tệ cho tổ chức tín dụng có thể được kéo dài thêm một năm so với hiện tại. Ngoài ra, dự thảo cũng quy định trường hợp khách hàng vay vốn ngắn hạn từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhưng phải bán lại số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay, trừ trường hợp giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ và hàng năm cần có quy định yêu cầu doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tương ứng với quy mô mạng lưới hoặc doanh